Hi, welcome back to my channel Stars Gate Go. Brandy. Okay, vào được cái tiếp theo, Sophie Bar. Thank you.
Let's go. To hear for you. Ok, và trong tập này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả ba ngôi nhà. Trong mỗi ngôi nhà thì sẽ có một câu hỏi, các bạn sẽ phải trả lời từng câu hỏi trong ngôi nhà một. Khi đó thì các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng và hoàn thành một tập này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi tìm xung quanh căn phòng xem có chiếc máy bay giấy nào không. One. Sẽ đi và khi gặp Sinhia các bạn sẽ phi chiếc máy bay này, lúc đó thì Sinhia sẽ đi theo chiếc máy bay và không bắt các bạn nữa. Còn nếu mà khi gặp ông ta mà các bạn hết chiếc máy bay rồi thì 100% các bạn sẽ bị ông ta bắt ngay, bởi vì ông ta chạy khá là nhanh và các bạn không bao giờ có thể chạy nổi được khi ông ta phát hiện ra các bạn. Sẽ phải tìm đường để đến ngôi nhà đó. Và trong này có khá là nhiều đường cụt nha, cho nên các bạn phải cẩn thận. Khi đi vào một con đường đó thì các bạn sẽ phải tính toán làm sao có thể đi được đến ngôi nhà đó hay không. Sau đó thì các bạn sẽ đi. Vào đây xin nhớ, khi gặp ông ta các bạn sẽ đi chiếc máy bay này. Đó, ông ta sẽ đi theo chiếc máy bay và sẽ không bắt các bạn. Ok. Rồi vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Force Hospital, it's cheap game. Ở hiệu vi, Rain Line. Đó là một buổi đêm trời nhiều mưa. Success begin to the river on the fog rush. Vâng, tốc độ đang chuẩn bị nhanh thôi. Wow. Chuyện gì xảy ra thế? Và wow, mình bị ngã. Rồi, vào đây là một chiếc chìa khóa. Đây khá là tối, đây có lửa này. Một ngôi nhà. Tiến sâu vào trong.
thể là một cơ quan đoàn thể khá là rộng. Và đây tái hiện cho thời hiện đại, đó là có những máy tính rồi. Tiếp tục các bạn sẽ đi sâu vào trong. Đây là một tượng người ma kinh dị. Cứ thế các bạn sẽ tiến sâu vào và tìm kiếm những món đồ. Sau đó thì sẽ chuồn ra khỏi đây. Và trong này thì có con ma. Các bạn sẽ phải cẩn thận và đi rất từ từ. Nếu không thì sẽ bị giật mình và bị phát hiện. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5, Infria. Let's go. SCB. Đây là một tựa game bẻ khóa khá là hay các bạn nhé. Ở đây thì các bạn cũng không cần phải bật chiếc đèn. Nếu bật chiếc đèn pin thì các bạn sẽ tốn pin rất nhanh. Và khi hết pin thì các bạn sẽ không nhìn gì, bởi vì các bạn đang nhìn quen chiếc đèn pin rồi. Cho nên các bạn để nguyên, không cần bật. Rồi, tiếp tục đi sâu vào. Sử dụng chiếc túi, ok. Chiếc lỗ thông hơi. Và chiếc lỗ thông hơi này khá là to. Tiến sâu vào. Do you know me? L-I-E-S. Đó là một mã code N-I-E-S. Các bạn sẽ đi và mở mã code đó ra. Trong đó thì có chiếc chìa khóa và các bạn sẽ thoát ra khỏi nơi này và hoàn thành chapter 1 trong tựa này. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Cố làm đi bà.
Oh my god, good on you. Slime over here. What the hell, Kinsey? Oh my gosh. Wow. Ok, và mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Mindstorm Hospital. Start game. Sẽ không sử dụng đến cái chất lẩu và mình sẽ đi. Wow. Wow. Rồi, bây giờ thì mình mới sử dụng. Wow, bằng không, mình sẽ đi nào. Boom. Oh man. Cứ thế và các bạn sẽ tiếp tục tiến tiếp. Đi sâu tiếp bên trong. Và đây các bạn sẽ chơi một trò chơi Squid Game. Và một trò chơi Squid Game này các bạn sẽ sử dụng và chơi. Ok.